Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, ngày 6 tháng 7, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Long An tổ chức hội thảo cấp quốc gia đồng chí Nguyễn Hữu Thọ với cách mạng Việt Nam và quê hương Long An. Đến dự có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trương Hòa Bình cho rằng tấm gương đạo đức của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn động viên to lớn cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên Việt Nam học tập và noi theo.